Này, nhất định là tôi phải làm phục vụ như thế à? Dạ, đúng rồi ạ. Đây là một trong những quy định cậu phải làm để nhận quyền thừa kế ạ. Thế vậy tại sao không cho tôi làm nhân viên công ty? Dạ, nơi cậu làm cũng chính là chi nhánh của công ty đấy ạ. Ui, ít ra thì cũng phải cho làm nhân viên văn phòng chứ, bây giờ lại đi cho làm nhân viên phục vụ như thế này à? Cái đó thì tôi không biết ạ. Mọi thứ đều được chủ tịch ghi trong di chúc rồi ạ. Trời ạ. Đây kìa anh kia. Cô gọi tôi đấy à? Không gọi anh thì không lẽ tôi nói chuyện với cái đầu gối à? Va vào người ta xong chả có xin lỗi nào mà đã bỏ đi rồi. Này, là cô va phải tôi trước chứ. Bây giờ tính ăn vạ đấy à? Tôi chỉ bắt đền cô là may. Mà nhìn cô ấy chắc là cũng không đủ tiền để đền quần áo cho tôi đâu. Ok anh này. Em ghé mua ngay ạ. Cậu là nhân viên mới à? Vâng. Bây giờ tôi phải làm gì? Thế thì cậu vào trong thay áo đi, rồi ra đây lau sàn để chuẩn bị đón khách nhá. Lau sàn á? Sao? Cũng mới lau sàn nữa mà. Sao cậu ngạc nhiên thế hả? Thì anh cứ chỉ cho tôi chứ. Thế bình thường ở nhà cậu không bao giờ lau sàn à? Chưa bao giờ làm. Tôi chỉ với cậu như vậy thôi. Còn công việc còn lại cậu tự lo làm đi. Tôi biết rồi. Ai vậy? Không biết chỗ người ta đang lau à? Lại là cô à? Sao lại là anh? Anh là nhân viên mới à? Ngứa hết cả mắt. Thôi, đi làm việc khác đây. Chị, bộ nguyên liệu này đủ chưa? Dạ, rồi ạ. Phục vụ đâu? Dạ thưa quý khách cần gì ạ? Đổi cho tôi ly khác đi, ly này đắng lắm. Nếu như mà ly này đắng thì để em thêm đường cho quý khách ạ. Này, tôi bảo cô đổi ly khác, cô bị điếc đấy à? Dạ thưa chị, nếu như mà không có lý do chính đáng thì quán của em không đổi đâu ạ. Này, thế thì cô uống đi. Này cô kia, mới sáng sớm, uống được thì uống, không uống được ấy thì biết. Hay nhở, nhân viên quán này phục vụ thô thế. Thật là bất lịch sự, tôi không uống nữa. Này, trả tiền xong thì mới được về. Thôi, kệ cô ta đi. Sao mà kệ được? Này, cô mà không trả tiền đấy, tôi gọi bảo vệ đấy. Này, tôi còn chưa uống gì, tại sao tôi phải trả tiền chứ? Mới sáng sớm, không có chuyện gì làm, tới đây để kiếm chuyện à? Này, muốn kiếm chuyện đấy, thì về nhà mà kiếm. Bảo vệ đâu? Này này, trả lại được chứ gì? Mới sáng sớm mà gặp bà cái đồ xui xẻo. Này, phải vậy chứ. Thôi, tôi vào vệ sinh một chút. Anh này, tôi cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhá. Không cần đâu, tôi thấy người ta quá đáng quá nên là ra giải quyết thôi, không phải cảm ơn đâu. Người gì đâu, khó chịu thế. Bố vừa mất là mày không coi ai ra gì nữa đúng không? Vậy lúc bố còn sống, anh có xem tôi là em trai của anh không? Mày nói cũng đúng. Cái thứ con riêng như mày đó thì không có tư cách gọi tao là anh. Anh! Thưa giám đốc, thứ anh cần tôi đã chuẩn bị xong rồi đấy.
đẹp lắm. Đúng là có 102 mà. Chắc lại có người mới rồi. Này anh kia, mày nói gì đó? Không có gì, tôi về phòng đây. Này anh làm ca tối à? Tôi bảo là tối nay tôi bận rồi, nhưng mà vẫn bắt tôi đi. Đúng là chán thật mà. Tối thường đông mà, anh cố lên. Tôi với cô đâu có thân, đừng nói kiểu như vậy. Tôi nói như thế chỉ là muốn khích lệ tinh thần anh thôi mà. Mà này, tí nữa anh làm ấy, nhớ cởi nhẫn ra nhá. Ở đây có quy định không được đeo trang sức khi làm đâu. Tôi biết rồi. Chiếc nhẫn này. Sao thế? Này, cô lấy nó ở đâu vậy? Thì cái nhẫn này là người yêu tôi tặng đấy. Người yêu á? Tôi không ngờ cô lại yêu lại người như anh ta đấy. Lại người như anh ta là sao? Vì anh ta giàu chứ gì? Nhà anh ấy không giàu đâu. Với cả anh ấy chỉ là nhân viên công chức bình thường thôi. Tôi đã bảo với anh ấy rồi, đừng tặng những món quà đắt tiền. Nhưng mà anh ấy cứ khăng khăng tặng tôi, bảo là kỷ niệm 3 tháng quen nhau. Này, cô đang giả vờ hay là không biết thật đấy? Có chuyện gì ấy thì anh nói đi. Thì alo, em tan ca rồi, em ra đây. Tôi có việc, tôi đi trước nhá. Anh nhớ em quá. Vừa mới gặp lúc sáng, bây giờ anh nhớ là sao? Miệng anh dẻo thế đấy. Thì lúc nào á anh cũng nhớ em mà. Bộ em không nhớ anh sao? Tất nhiên là có rồi, sao không? Mà này, em đi làm về á có mệt không? Em không, em đi làm một thời gian cũng quen rồi. Được rồi, bây giờ anh đưa em đi á, ăn món gì ngon ngon nhé. Mà anh này, có chuyện gì em? Mình đã quen nhau một thời gian rồi, tại sao cứ phải lén lút như thế? Tại vì sự nghiệp của anh đó, nó chưa ổn định, nên anh chưa muốn nói nhiều về chuyện của chúng ta. Đợi anh đi, sau này công việc anh ổn định, em kiếm tiền thật nhiều, rồi sau đó anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình anh nhá. Ý em không phải là như thế mà là thôi bây giờ mình đi ăn đi, còn chuyện đó mình bàn sau nhá. Vào đi. Giám đốc cho gọi em ạ. Cuộc họp hội đồng sắp tới á sẽ như thế nào? Dạ, các cổ đông sẽ biểu quyết ạ. Tại sao lại biểu quyết? Vì còn ông Lâm chưa đồng ý ạ. Mà số cổ phần của ông ấy đủ để tranh chức chủ tịch hội đồng quản trị ạ. Tôi không thể để mắc chiếc ghế chủ tịch đó được. Còn thằng Việt Anh thì sao? Cậu ấy đang thực tập tại một chi nhánh của công ty chúng ta. Một tuần nữa cậu ấy sẽ hoàn thành quy định và sẽ nhận được cổ phần thừa kế của anh. Số cổ phần hiện tại của nó là bao nhiêu phần trăm? Dạ 15%. Nếu bây giờ cộng số cổ phần của nó với cộng số cổ phần của tôi lại thì sẽ là cổ đông lớn nhất công ty cơ đúng không? Đúng rồi. Được rồi. Anh định làm gì sao? Được, cậu ra ngoài đi. Sao vậy? Hôm nay về sớm thế. Có chuyện gì? Anh nói nhanh đi. Thông minh hơn rồi đó. Chuyển hết số cổ phần của mày cho tao đi. Tại sao? Mày thì biết gì về công ty đâu. Chuyển hết số cổ phần cho tao đi, rồi tao sẽ đưa tiền cho mày. Về quê sống với con mẹ mày đi. Anh đang cần nó đúng không? Vậy thì tôi bán cho người khác nhé. Mày! Được rồi. Nếu mày không chịu chuyển cho tao á, thì đừng trách tao làm gì với mẹ mày nhé. Vậy thì anh cứ thử làm đi, để rồi xem anh có đạt được những thứ mà anh muốn không.
Có chuyện gì hả anh? Dạo gần đây em thấy anh hay nóng nảy với cả bực bội lắm. Công ty anh gặp chút chuyện em à. Chuyện gì? Có khó giải quyết không? Có khi anh sẽ mất việc đấy. Không biết là em giúp gì cho anh không? Em thì giúp được gì chứ? Em cho anh tiền hả? Thôi, anh đùa thôi, đừng có lo, không chuyện gì đâu. Đi dạo tiếp thôi. Này, cô bị sao đấy? Bù đá à? Không. Thế có chuyện gì? Này, anh ăn uống từ từ thôi, không có ngày đau bao tử đấy. Ngon lắm, cảm ơn cô. Cái gì? Anh vừa cảm ơn tôi á? Tôi có nghe nhầm không đấy? À thì... Mà này, hôm nay cô có chuyện gì à? Nhìn mặt cô ấy, buồn lắm. Như kiểu là nhà cô bị mất sổ gạo ấy. Thì công việc của người yêu tôi gần đây không được tốt cho lắm. Mà tôi thì chả giúp được gì cả. Công việc của anh ta ấy, thì để anh ta tự lo. Việc gì cô lại trách bản thân của mình chứ? Thì tại tôi thấy dạo này anh hay cáu gắt với cả nóng nảy hơn trước. Công việc như vậy thì tự mình phải chuốc lấy. Tại sao lại đổ tội cho cô chứ? Anh nói như thế như kiểu là anh hiểu người yêu tôi rõ lắm không bằng ấy. Này, thế bây giờ cô biết nhà anh ta ở đâu? Công ty của anh ta tên là gì? Hay là anh ta làm gì không? Cô biết không? Tôi... Này, có khi ấy, tôi còn dành anh ta hơn cô ấy. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra, cậu làm tới đâu rồi? Dạ, theo như tôi điều tra được thì ngoài tới cửa hàng ra, cậu vì anh không có đi đâu cả. Thỉnh thoảng có đi ăn với một vài người bạn. Vậy nó có thật thiết với anh không? Dạ có. Người yêu nó hả? Không. Nhưng mà tôi thấy cậu ta khá quan tâm tới nó. Được rồi, bây giờ cậu cứ theo dõi nó đi. Nhưng mà này, đừng cho ai biết chuyện này đó, kể cả cậu Toản, trợ lý cũ của ba tôi, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Mệt quá. Tôi không ngờ đi phát tờ rơi lại mệt thế này đấy. Anh mệt ấy thì ngồi nghỉ một tí, rồi tí mới phát tiếp. Anh uống nước đi. Cảm ơn cô. Mà này, mình còn phải phát bao nhiêu tờ nữa đấy? 100 tờ nữa. Thôi, mình đi thôi. Tôi không sao. Mà cô không sao chứ? Tôi không sao. Không sao cái gì mà không sao? Tự nhiên chạy ra đỡ tôi làm gì? Không may cô xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Thì không chạy ra thì để anh bị xe tông à? Với cả tôi cũng có bị làm sao đâu, mà anh cứ phải cuống cuồng lên thế. Thì lỡ như cô cứu tôi ấy, xong rồi xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải mang nợ cả đời à? Thôi, đi nhanh đi, còn về nữa. Mày làm gì? Về trễ mày. Từ bao giờ mà anh lại quan tâm tôi quá vậy? Sao mà không dành thời gian này cho người yêu của anh đi? Đối với tao đó, phụ nữ phải lo cho tao, chứ không phải là tao lo cho họ. Mày hiểu chứ? Anh vẫn mở miệng nói được câu này à? Không nói nhiều với mày nữa. Chuyện số của Phạm đó, mày suy nghĩ sao rồi?
Tao nói cho mày biết, sự kiên nhẫn của tao có giới hạn đó. Tôi nói không là không, đừng mong chờ gì ở tôi. Mày quá coi thường thằng Thạnh đây rồi đó. Này, vì cô cứu tôi ấy, cho nên tôi mới mua trà sữa cho cô đấy nhá. Chứ tôi không có ý gì đâu. Mình nói như vậy có được không nhỉ? Gọi tôi có chuyện gì? Tao cho mày suy nghĩ lần cuối đó. Nếu không, người yêu mày xảy ra chuyện gì đó, thì đừng có trách tao. Này anh trai, lấy mẹ tôi ra uy hiếp không được, bây giờ lại chuyển qua bạn gái của tôi à? Nhưng mà xin lỗi anh trai nhá, tôi không có bạn gái để mà cho anh bắt cóc đâu. Vậy là mày và cô ta chưa quen nhau à? Ra là mày đơn phương à? Ôi giời ơi, tội thằng em tôi. Hèn gì dạo này siêng năng đi làm nhỉ? Này, cái gì? Không lẽ... Này, anh đừng có mà làm bậy nhá. Anh không biết đó là... Biết cái gì? Tao cho mày một tiếng, đem cô Phạm đến đây gặp tao. Còn không thì đừng có trách. Anh dám lấy người yêu của anh ra để làm trò đùa? Này, này, alo, alo, này. Có xem mặt nó không anh? Xem làm gì? Nó quen hay thích ai á, tao chả quan tâm. Vậy bây giờ phải làm thế nào à? Cứ để nó đây đi, đợi thằng Vy Anh nó tới. Này, làm gì vội vậy em trai? Anh Thịnh, tôi không ngờ tới chi mà anh cũng dám làm vậy sao? Tất cả chỉ vì tiền thôi à? Chi gì? Tao không quan tâm. Mày có mang thứ tao cần đến đây không? Tôi thật không ngờ, chỉ vì tiền thôi mà chuyện gì anh cũng dám làm. Ngay cả người yêu của anh mà anh cũng không bỏ qua nữa. Người yêu tao? Chi? Chi có sao không? Anh Thịnh à, hóa ra đây là con người thật của anh. Chi? Anh... Từ trước đến giờ tôi luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ tôi thắc mắc hay là hoài nghi gì về anh. Nhưng mà đến giờ phút này anh thật sự làm tôi thất vọng đây. Anh Thịnh ạ. Chi à, em nghe anh giải thích đã. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Thật sự đó, anh không biết người này là em. Biết hay không ấy, không quan trọng. Quan trọng là anh dùng tính mạng người khác ra để uy hiếp em trai mình chỉ vì tiền thôi, có đúng không? Anh... Tôi không nghĩ chủ tịch được có một người con như cậu đâu. Anh đến đây làm gì à? Từ hôm cậu hỏi tôi về số phận của cậu Việt Anh, tôi đã cảm thấy nghi ngờ rồi. Nên là tôi luôn theo dõi xem cậu có làm đúng theo suy nghĩ của tôi không. Nhưng thật sự là... Nhưng không sao, bây giờ số cổ phần đó đã nằm trong tay của tôi rồi, thì chiếc ghế chủ tịch không có ai cướp được của tôi cả. Tôi là mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Số cổ phần cậu đang cầm trên tay đều là giả. Vì cậu Việt Anh chưa hoàn thành được nhiệm vụ trên di chúc, nên là cậu ấy chưa được hưởng quyền thừa kế. Anh nói cái gì cơ? Và còn một việc nữa, trước khi đến đây tôi đã báo cho công an biết về việc giam giữ người trái phép của cậu rồi. Còn về việc bổ nhiệm chủ tịch thì tôi nghĩ một người có nhân cách tồi như cậu sẽ không xứng đáng đâu. Không, không thể như thế được. Không, tôi nghĩ là anh nên đầu thú đi, vì như vậy sẽ giảm tội cho anh đấy. Chi à, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu. Cô Chi với cậu Việt Anh không sao là tốt rồi. Mời anh đi theo tôi. Anh Việt Anh, cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh đã chấp nhận mọi thứ để đến đây cứu tôi. Cô đừng có hiểu lầm. Chỉ là lần trước cô cứu tôi, thì bây giờ tôi cứu lại cô. Coi như là mình hòa nhá. Tôi sẽ mắc nợ người khác lắm. Này, anh chấp nhận lời cảm ơn của tôi thì anh chết à? Sao lần nào tôi cảm ơn anh cũng né tránh thế? Tôi... Sao mặt anh đỏ lên thế? Mà này, tôi là thật lòng đấy. Cảm ơn anh nhá. Tôi biết rồi,
Mình về thôi.